Xin chào anh chị và các bạn. Hôm nay Dược Sĩ Luận tiếp tục mách nhỏ các anh chị một phương pháp chữa bệnh ho đơn giản hiệu quả, là phương pháp bấm huyệt theo đông y. Thì cái phương pháp sau bấm huyệt nó vừa là phương pháp điều trị, đồng thời vừa là phương pháp phòng bệnh hiệu quả, giúp thư giãn gân cơ và tăng sức đề kháng của cơ thể. Thì trước khi mà dây bấm huyệt, chúng ta hãy rửa kỹ và sát khuẩn hai bàn tay bằng cồn sát trùng hoặc bằng dung thuốc. Chúng ta trà sát lòng bàn tay vào nhau cho ấm, mục đích của nó để làm ấm cái bàn bàn tay và khử trùng khử khuẩn, để tránh cái trường hợp mà có thể là chúng ta lây bệnh cho người khác. Tiến hành trà sát khắp cơ thể, trà sát vùng ngực, cơ thể có thể sát xuống rồi sát phần mạng xương. Chúng ta sát vùng vai. Sau đây là một số cái vị chính hỗ trợ trì ho hiệu quả, thì các anh chị có thể dễ dàng là tẩy nhà. Huyệt đầu tiên đó là huyệt thiên đột. Thì huyệt thiên đột là huyệt vị thứ 22 của bệnh nhân. Đây là huyệt vị quan trọng ở vùng cổ, vùng ngực. Khi tác động lên huyệt này có thể điều trị các bệnh về hô hấp, viêm phế quản rất là hiệu quả. Cách xác định huyệt thiên đột như sau. Huyệt thiên đột nằm ngay tại phần nõm trên của xương ngực, sát với xương ngực và ngang với phần xương đòn ở cả hai bên. Để ý ngay dưới ít hầu chúng ta có một cái hố nõm này. Thì huyệt thiên đột nó nằm ngay tại phần nõm này. Cách dây bấm huyệt như sau. Các anh chị dùng ngón tay cái, chúng ta để nghiêng một góc 45 độ. Chúng ta bấm với đường vừa phải, rồi dây thuận chiều kim đồng hồ trong khoảng 1 phút. Một ngày chúng ta nên thực hiện bấm huyệt thiên đột từ 1 đến 2 lần để đạt cái kết quả tốt nhất. Huyệt thứ hai đó là huyệt trung phủ. Huyệt trung phủ là huyệt thứ nhất của đường kinh phế, giúp điều hòa phế khí, mạnh phổi, thanh tiên thương tiêu và sơ điều phế khí. Huyệt trung phủ chủ trị ho, hen suyễn, đau tức ngực, viêm phế quản và lao phổi. Vị trí của huyệt, huyệt trung phủ là huyệt nằm dưới cuối ngoài của xương đòn gánh, khoảng một thốn ngón tay. Huyệt nằm giữa hai xương sườn số 1 và số 2, cách tường giữa của ngực 6 thốn. Chúng ta có thể xác định huyệt rất đơn giản. Duỗi thẳng bàn tay chúng ta ra, ngón cái chúng ta đặt ngay vào hõm chỗ huyệt thiên đột đấy. Ngón giữa chúng ta chạm vào phía ngoài cùng của xương đòn gánh. Chỗ mà ngón kế của ngón giữa chỉ chính là huyệt trung phủ. Thì chúng ta tiến hành ra huyệt trung phủ như sau. Dùng ngón tay cái để thẳng 90 độ ngay vị trí huyệt trung phủ. Chúng ta day theo chiều kim đồng hồ từ 1 đến 2 phút. Quá trình day huyệt dùng lực vừa phải, nhẹ nhàng. Tiến hành day huyệt trung phủ còn lại phía đối diện, cũng day theo chiều kim đồng hồ từ 1 đến 2 phút. Huyệt thứ ba đó là huyệt đặt trung. Huyệt đặt trung có công dụng điều khí giáng nghịch, thanh phế hóa đàm. Do đó khi bấm huyệt này sẽ giúp thuyên giảm các cơn hen suyễn khó thở, đẩy lùi cơn đau tức ngực do ho khan, ho gió, ho về đêm. Cách xác định huyệt đàn trung rất là đơn giản. Huyệt đàn trung nằm ở điểm gặp nhau của đường dọc xương ức với đường ngang qua hai núm vú của đàn ông, hay là ngang qua bờ trên khớp xương sườn khe sườn số 4, số 5 của đàn bà. Thì thực tế chúng ta xác định rất là dễ. Chúng ta lấy cái đường dọc xương ức này và lấy cái kẻ kéo cái đường ngang hai núm vú, điểm gặp nhau đây chính là huyệt đàn. Cách dây bấm huyệt đàn trung như sau. Chúng ta dùng ngón cái đặt ngay tại vị trí huyệt đàn trung, chúng ta để vuông góc 90 độ, sau đó dây nhẹ nhàng thuận chiều kim đồng hồ từ nhẹ đến nặng trong vòng 1 phút. Một ngày chúng ta cũng tiến hành dây huyệt đàn trung này 2 lần để đạt hiệu quả chữa bệnh tốt nhất. Huyệt thứ tư đó là huyệt xích trạch. Huyệt xích trạch là một huyệt thuộc phế kinh, có tác dụng thanh nhiệt, làm sạch phổi. Khi chúng ta xoa bóp, vỗ hoặc bấm huyệt này sẽ chữa các triệu chứng ho do bệnh viêm phổi gây ra, ho kèm theo nóng sốt, ho ra máu, ho đờm, hen suyễn và viêm họng.
Thì cách xác định huyệt xích trạch như sau. Chúng ta đưa bàn tay về phía trước, hơi co lại một tí. Thì chúng ta sờ ngay trên gấn, đường nằm gấn của cổ tay, nó có một cái sợi gân to, thì huyệt xích trạch nằm ngay chỗ vị trí giao giữa đường gân với đường nằm cổ tay này. Chúng ta tiến hành dây huyệt là dùng ngay cùng ngón cái này đặt ngay vị trí huyệt xích trạch. Chúng ta cùng dây bấm nhẹ nhàng liên tục trong vòng 1 phút, thực hiện tương tự với huyệt xích trạch ở tay còn lại, cũng dây theo chiều kim đồng hồ trong vòng 1 phút. Ngoài ra chúng ta cũng có thể là kết hợp cái phương pháp là xoa huyệt xích trạch như thế này, xoa như thế này và chúng ta vỗ. Chúng ta cho dầu nóng cho vũ thì nó cũng có tác dụng tương tự. Huyệt thứ năm đó là huyệt đại năng. Huyệt đại năng nằm ngay trên nằm chỉ cổ tay, phía gan bàn tay. Đây là huyệt đại năng. Cách thực hiện như sau. Chúng ta sắt nóng tay rồi dai huyệt này từ 2 đến 3 phút. Chúng ta dây với huyệt đại năng còn lại. Chúng ta cũng có thể dùng hai cái cườm tay này xoa vào nhau, cũng có hiệu quả công dụng tương tự. Bốn huyệt đại năng này sẽ giúp chữa dứt điểm cơn ho khan ngay tức thì và giảm kích ứng cổ họng rất là tốt. Huyệt thứ sáu đó là huyệt thái nguyên. Huyệt thái nguyên giúp hỗ trợ làm dịu tình trạng khô đau và ngứa rát cổ họng, từ đó giúp cải thiện các cơn ho vào lúc nửa đêm hoặc là sáng sớm. Vị trí huyệt thái nguyên, huyệt thái nguyên nằm ngay trên nằm chỉ cổ tay, phía dưới ngón cái và ở chỗ nõm trên động mạch quay của cánh tay. Đây là huyệt thái nguyên. Chúng ta thực hiện dây huyệt như sau. Dùng ngón tay trái bấm vào huyệt thái nguyên của bên phải liên tục 14 lần. Giờ chúng ta đổi tay kia cũng bấm 14 lần. Mỗi bên chúng ta thực hiện trong vòng 3 phút. Một ngày chúng ta có thể làm 2 lần hoặc 3 lần như thế này thì cũng giúp cải thiện cái chữa triệu chứng ho được rất là tốt. Huyệt thứ 7 đó là huyệt phế du. Huyệt phế du là huyệt hội của kinh phế, chủ vùng lưng trên. Đây là huyệt đạo có mối quan hệ trực tiếp với phổi, nó có vai trò tăng khí lưu thông đến phổi, giúp cho chúng ta dễ thở. Khi tác động vào huyệt phế du sẽ giúp bệnh nhân cảm thấy dễ chịu, thoải mái. Huyệt phế du được xem là chủ trì những triệu chứng viêm họng, ho, viêm phế quản và các bệnh cảnh thuộc về hệ thống hô hấp. Thì cách xác định huyệt rất là đơn giản. Chúng ta lấy tay này bắt chéo qua vai bên kia, thì cái điểm đầu ngón tay giữa chỉ vào đâu thì đó chính là huyệt phế du. Đây là huyệt phế du. Thì chúng ta tiến hành bấm huyệt phế du như sau. Chúng ta dùng ngay cái ngón tay giữa đấy, chúng ta bấm giữ huyệt phế du trong vòng 30 giây. Sau đó đổi bên cho nhau. Thì chúng ta cứ làm một cái nữ trình như này là 5 lần. Thế ngoài cái cách mà chúng ta bấm huyệt phế du này thì cũng có một cách phương pháp khác, đó là phương pháp chích nẻ ngay huyệt phế du này. Thì cái phương pháp chích nẻ này sẽ được dược sĩ Luận hướng dẫn các anh chị trong một cái video khác, nó sẽ cụ thể hơn. Cái bấm huyệt phế du này cũng hỗ trợ điều trị chứng ho ở trẻ em rất là tốt, đó là huyệt dũng tuyền. Huyệt dũng tuyền là một đại huyệt chữa ho nằm ở dưới gan bàn chân. Vị trí của huyệt dũng tuyền đó là chỗ nõm ở 1/3 trước gan bàn chân, khi chúng ta co bàn chân và các ngón chân lên. Để chữa ho khan và ho dai dẳng lâu ngày, các anh chị chỉ cần day huyệt này trong vòng 15 phút mỗi chân và làm liên tục như vậy
trong khoảng 2 đến 3 ngày sẽ cảm thấy cái triệu chứng cơn ho này được cải thiện tốt dần. Mỗi ngày chúng ta nên làm 2 lần vào buổi sáng và trước khi đi ngủ để có kết quả tốt nhất. Chúng ta cũng thể dùng cái cách khác là dùng dầu nóng xoa vào vị trí huyệt thụ tuyển rồi đi tân ấm trước khi đi ngủ, hoặc là chúng ta dùng cái miếng dán nóng sau đó bát ấy. Chúng ta dán ngay, che ngay cái vị trí huyệt thụ tuyển lại thì nó cũng có công dụng hỗ trợ thì ho, giảm ho ban đêm rất là tốt. Những cái lưu ý mà khi xoa bóp công nghệ các anh chị phải lưu ý sau. Để chữa bệnh hiệu quả thì trước tiên chúng ta phải xác định chính xác vị trí của huyệt trước khi thực hiện cái việc dây bấm huyệt. Chúng ta luôn giữ cái bàn tay, ngón tay của mình sạch sẽ để tránh cái con vi khuẩn nhiễm vào cái chỗ tập bấm huyệt thì rất là nguy hiểm. Cái phương pháp này không thực hiện ở những vùng da nở rét nhiễm khuẩn, và đặc biệt là chúng ta không được thực hiện bấm huyệt khi ăn quá no hoặc quá đói, không được tự ý thực hiện với phụ nữ có thai và trẻ em, đặc biệt là trẻ em sơ sinh dưới 6 tháng tuổi, không được tự ý thực hiện với những người bị suy nhược cơ thể hoặc đang sử dụng thuốc điều trị bệnh lý khác mà không có ý kiến chỉ định của bác sĩ hoặc các chuyên gia y tế.